mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày 31 tháng 5 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk, một bệnh nhi tử vong vì tay chân miệng. Loại ung thư có hơn 26.000 người Việt mắc phải mỗi năm. Hy hữu ở Việt Nam, 40 năm mang cơ quan sinh dục cả nam và nữ. Sản phụ mắc bệnh cực hiếm, may mắn được phẫu thuật cứu sống cả hai mẹ con. Nặng tới 100kg nhưng chỉ cao 1m53, cô gái trẻ đối mặt với nhiều bệnh lý nguy hiểm. Phẫu thuật cứu thanh niên bị hai thanh sắt đâm xuyên qua người. Hơn 6 triệu trẻ em uống vitamin A phòng mù lòa. Trẻ dị tật hở môi sẽ được mổ miễn phí tại 6 bệnh viện. Ngày 30 tháng 5, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong vì bệnh tay chân miệng. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 76 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tử vong vì tay chân miệng trong năm nay. Bệnh nhi là THA, nam, sinh năm 2022, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 19 tháng 5, bệnh nhi khởi phát bệnh với triệu chứng sốt cao 39 độ C, ho khan ít. Gia đình đưa đi thăm khám tại phòng khám tư nhân với chẩn đoán viêm họng cấp, có uống thuốc hạ sốt 3 lần một ngày. Ngày 21 tháng 5, bệnh nhi sốt cao kèm nhiều cơn co giật. Đến ngày 22 tháng 5, bệnh nhi ly bì được người nhà đi khám tại bệnh viện đa khoa Hòa Bình, thị xã Buôn Hồ. Cùng ngày đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Tại đây bệnh nhi được chẩn đoán siêu hấp độ 4, sốc nhiễm trùng huyết, theo dõi bệnh tay chân miệng, theo dõi viêm mảng não, theo dõi viêm cơ tim cấp. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhi đã tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm trùng huyết tổn thương đa cơ quan, bệnh tay chân miệng độ 4, theo dõi viêm cơ tim cấp. Đối với tay chân miệng chúng ta không có thuốc điều trị đặc hiệu và cho đến bây giờ thì chúng ta cũng chưa có những cái loại vaccine để phòng ngừa. Do đó cái chăm sóc chủ yếu là chúng ta sẽ hỗ trợ và theo dõi biến chứng. Khi chúng ta đã nghi ngờ bệnh tay chân miệng thì là phải nên đi khám. Phải nên đi khám để chúng ta có một cái chẩn đoán và khi đi khám thì là bác sĩ sẽ hướng dẫn cho các bậc phụ huynh biết là có những cái dấu hiệu nào và chúng ta phải đi khám lại ngay. Đối với tay chân miệng thì thường là chúng ta phải tái khám thường là cách khoảng 1 cho đến 2 ngày. Tuy nhiên nếu trẻ có những cái dấu hiệu như sau đây thì là chúng ta phải đi khám lại ngay bởi vì đó là cái biểu hiện có thể trẻ đã có biến chứng. Thí dụ như là trẻ nó sốt cao mà chúng ta không thể hạ được. Là cứ 39-40 độ và uống thuốc hạ sốt vô thì hạ cũng không có đáng kể và sau đó là tiếp tục sốt cao nữa. Hoặc là sốt quá 48 tiếng. Tức là nếu trẻ sốt không có cao lắm hoặc là hạ được nhưng mà quá 48 tiếng thì cũng nên cho trẻ phải đi khám lại ngay. Bệnh tay chân miệng ở trẻ em rất phổ biến và dễ lây lan. Bệnh có khả năng tự khỏi sau 5 đến 7 ngày. Tuy nhiên, nếu không được điều trị đúng cách, bệnh tay chân miệng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Ngay khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu bất thường như quấy khóc nhiều, sốt cao không hạ, giật mình liên tục, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và xử lý. Mỗi năm, Việt Nam có 26.418 ca mắc mới ung thư gan. Ung thư gan được xem là sát thủ hàng đầu với 25.272 ca tử vong, chiếm 21% tổng số tử vong do ung thư các loại. Tầm soát ung thư gan định kỳ được xem là giải pháp thiết thực, có thể giúp người bệnh phát hiện các bất thường sớm trong cơ thể. Những người bị viêm gan mãn tính, sơ gan, đái tháo đường, hút thuốc lá có nguy cơ cao mắc ung thư gan, người bệnh có thể phải ghép gan trong tình huống cần thiết. Theo phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Bùi Hữu Hoàng, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam thuộc vùng dịch tễ viêm gan siêu vi B, C, mỗi năm có 26.418 ca mắc mới ung thư gan. Ung thư gan được xem là sát thủ hàng đầu với 25.272 ca tử vong, chiếm 21% tổng số ca tử vong do ung thư các loại. Vừa qua, anh TTA 45 tuổi đã đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng đau tức hạ sườn phải với tiền sử viêm gan virus B. Tại khoa ngoại gan mật tụy, bác sĩ đã tiến hành siêu âm và phát hiện có khối u kích thước lớn đường kính trên 10 cm, các chỉ số ung thư tăng rất cao. Người bệnh đã được tiến hành phẫu thuật nội soi cắt gan, phục hồi và đang được theo dõi định kỳ sau mổ. Ung thư gan thì người ta cũng chia ra giống như các loại ung thư khác của đường tiêu hóa, mỗi giai đoạn ở sớm và giai đoạn không còn sớm. Đối với những cái u gan mà dưới 3 cm thì người ta gọi là ung thư gan sớm, thậm chí dưới 1 cm là rất sớm. Thì đối với những cái dưới 3 cm và 1 cm thì có rất nhiều phương pháp điều trị hữu hiệu và có thể coi như gần như triệt căn và khỏi. Còn đối với ung thư gan mà trên 3 cm thì không phải không có cách điều trị. Thí dụ như chúng ta cũng có thể lựa chọn được là chúng ta thí dụ như nút mạch để nó làm giảm khối u, sau đó chúng ta cũng có thể phẫu thuật đốt sống cao tần được. Thế tuy nhiên thì nếu mà ung thư gan mà trên 5 cm thì tiên lượng thường là xấu hơn, bởi vì lý do là cái nguy cơ mà nó sẽ di căn ở nơi khác là nhiều. Chính vì vậy mà ung thư gan thì phát hiện sớm thì người ta vẫn hoàn toàn có thể sống trên 5 năm. Rồi cái cách tốt nhất thì tất cả những người mà có tổn thương gan mãn tính dù đã điều trị khỏi rồi hay là còn đang có mầm bệnh thì vẫn phải thường xuyên ít nhất là 6 tháng chúng ta phải đi tầm soát, đơn giản nhất là chúng ta đi siêu âm gan. Bệnh nhân 40 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, có hình thể bên ngoài giống nữ, có buồng trứng, âm vật và tinh hoàn ẩn ở vùng bẹn bên trái. Sau gần 40 năm không can thiệp, bệnh nhân bất ngờ phát hiện bị ung thư tinh hoàn. Trường hợp đặc biệt này đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM kiên trì điều trị suốt một năm qua.
Ngay khi bệnh nhân 3 tuổi, người nhà phát hiện thấy có tinh hoàn trái bên trong ống bệnh trái nên đã đi thăm khám ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó bệnh nhân đã được cho về và không can thiệp hay tái khám gì thêm. Đến nay người bệnh chưa từng có kinh nguyệt. Cách đây 1 năm, bệnh nhân thấy vùng bệnh trái bắt đầu lớn dần và đau nhiều nên đi khám tại bệnh viện địa phương, sau đó được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả thăm khám cho thấy phân ngực của bệnh nhân không phát triển, âm vật phì đại, có mô lớn hai bên, không có âm đạo, không có kinh, biên đạo ngoài bình thường, hồi bướu vùng bệnh bìu trái khoảng 5x8cm, mật độ chắc, không di động, ấn đau ít. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Trọng Trí, khoa ngoại tiết niệu bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp bị ung thư tinh hoàn ẩn trên bệnh nhân lưỡng giới. Ekip điều trị đã hội trần chuyên khoa và quyết định phẫu thuật cắt bướu tinh hoàn bên trái. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có buồng trứng bên phải và không có tử cung. Kết quả giải phẫu bệnh là bướu ác tính tinh hoàn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Đình Thị Hảo, phó trưởng khoa hóa trị bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tiếp tục phác đồ, bệnh nhân đã được hóa trị hỗ trợ 6 chu kỳ và đều có đáp ứng tốt. Bệnh nhân nhập viện điều trị muộn nhưng rất may mắn đã được chẩn đoán phẫu thuật và hóa trị thành công. Với trường hợp đặc biệt này, các bác sĩ đã kiên trì thuyết phục người bệnh nhiều tháng để được đồng ý điều trị, đồng thời hỗ trợ từ tâm lý và chuyện đi lại để người bệnh yên tâm tuân thủ theo phác đồ. Theo các bác sĩ, ung thư tinh hoàn thường gặp ở bệnh nhân bị tinh hoàn ẩn trong ổ bụng, đặc biệt ở trường hợp rối loạn giới tính như có đồng thời cả hai cơ quan sinh dục trên cơ thể. Do đó, nếu người bệnh gặp tình huống tương tự, không nên ngần ngại mà cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tiết niệu để được thăm khám, kiểm tra, đánh giá kịp thời, từ đó tránh được những hậu quả nặng nề có thể xảy ra, đặc biệt là nguy cơ ung thư hóa rất cao với trường hợp tinh hoàn ẩn trong ổ bụng. Chị Nguyễn Thị Nở, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, chuyển dạ ở tuần 37 thai kỳ với ngôi thai ngang và bị xoắn tử cung, một bệnh lý cực kỳ hiếm gặp. Sản phụ N được người nhà đưa đến bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang trong tình trạng đau bụng dữ dội, da tái nhợt. Siêu âm cấp cứu bác sĩ phát hiện nhịp tim thai chậm 59 lần trên phút, cổ tử cung đóng kín, bụng sản phụ co cứng. Các bác sĩ đã hội chẩn và chẩn đoán sản phụ bị suy thai cấp do rau bong non và chỉ định phẫu thuật lấy thai. Nếu để chậm trễ thì thai nhi trong bụng có nguy cơ tử vong cao. Khi phẫu thuật, bác sĩ chuyên khoa 2 Đàm Văn Hưng, trưởng phòng kế hoạch nhận thấy tử cung của sản phụ bị tím đen và xoắn mặt sau tử cung ra mặt trước, buồng trứng hai bên cũng tím đen. Đây là trường hợp sản phụ bị xoắn tử cung, một bệnh lý vô cùng hiếm gặp khi chuyển dạ và nhanh chóng xoay tử cung về vị trí bình thường. Bác sĩ phẫu thuật đã rạch ngang đoạn dưới tử cung để lấy thai và đón em bé nặng 3,2 kg. Sau khi lấy thai, kiểm tra thấy tử cung, buồng trứng, vòi trứng hồng trở lại, các bác sĩ đã quyết định khâu phục hồi và bảo tồn tử cung giúp bảo toàn khả năng sinh sản của bệnh nhân. Bác sĩ khuyến cáo, mặc dù xoắn tử cung là trường hợp vô cùng hiếm gặp nhưng vẫn có thể xảy ra, đặc biệt với những thai phụ có ngôi thai ngang và tử cung dị dạng. Với những mẹ bầu mang thai ngôi ngang và tử cung dị dạng, cần chú ý khi xoay trở mình phải hết sức nhẹ nhàng và xoay từ từ để tránh bị xoắn tử cung gây nguy hiểm cho tính mạng của mẹ và thai nhi. Chiều 30 tháng 5, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, mới đây tiếp nhận nữ bệnh nhân NTG, 31 tuổi, cao 1m53 nhưng nặng tới 100kg. Với thân hình quá khổ, dê luôn có cảm giác mặc cảm, tự ti, căng thẳng, lo âu và thường xuyên mất ngủ, rất dễ cáu gắt. Chiều ngày 30 tháng 5, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, mới đây, bệnh viện đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân tên là NTD, 31 tuổi, cao 1m53 nhưng nặng tới 100kg. Với thân hình quá khổ, đây luôn có cảm giác mặc cảm, tự ti, căng thẳng, lo âu và thường xuyên mất ngủ, rất dễ cáu gắt. Theo tiến sĩ, bác sĩ Bùi Thanh Phúc, phó trưởng khoa cấp cứu tiêu hóa Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân D đến bệnh viện khi béo phì đã ở độ 3, tiểu đường cao, định lượng glucose 9,68mmol/lít kèm theo bệnh lý đái tháo đường, kinh nguyệt rối loạn. Với sự tư vấn của các bác sĩ, bệnh nhân D đã lựa chọn phương pháp tạo hình dạ dày ống đứng để giảm hấp thu thức ăn vào cơ thể. Theo phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, chuyên nhiệm khoa phẫu thuật ống tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, phương pháp thu nhỏ dạ dày là một biện pháp giảm béo hiệu quả, giúp loại bỏ và cải thiện đáng kể các vấn đề về sức khỏe, tâm lý của người bị béo phì thừa cân. Phương pháp đạt được hai cái mục tiêu. Cái mục tiêu thứ nhất là nó giảm đi cái thể tích của dạ dày, làm cho cái khối lượng thức ăn vào nó giảm đi. Điều quan trọng hai và cái ưu điểm tuyệt đối của phương pháp này mà các cái phương pháp khác không có được là nó cắt đi được cái vùng phình vị lớn, là cái vùng tiết ra cái hormone ghrelin, là cái hormone tạo cảm giác thèm ăn của cơ thể, là cái nồng độ ghrelin giảm đi rất là rõ rệt. Chính đây là nguyên nhân làm cho các bạn không còn cảm giác thèm ăn dữ dội như trước, khiến cho các bạn có thể điều chỉnh được cái khối lượng thức ăn vào. Ở đây người ta đã chỉ rõ là các bạn hoàn toàn có thể thỏa mãn được với lượng thức ăn chỉ bằng 20-30% trước mổ. Và cái đó chính là cái nguyên nhân giúp cho bạn có thể duy trì được cái tình trạng giảm cân lâu dài, đỡ một cân nặng lý tưởng mà bạn mong muốn. Thế trong những trường hợp mà khi bạn đã đạt được cân nặng mong muốn rồi, mà bạn muốn duy trì cân nặng đó thì bạn duy trì chế độ ăn như thông thường thì cái cân nặng nó vẫn duy trì được theo cái mức bạn muốn. Như vậy là cái phương pháp này sẽ giúp cho bạn thu được cái cân nặng mong muốn. Cái sự giảm cân nó không nằm ngoài ý muốn chủ quan của các bạn. Các bạn muốn nó xuống bao nhiêu nó sẽ xuống được bấy nhiêu. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng phẫu thuật chỉ là một phần rất nhỏ trong cả quá trình điều trị béo phì. Điều trị bệnh béo phì là một liệu trình toàn diện, cả chế độ sinh hoạt, điều trị từ nội khoa đến điều trị tâm lý và ngoại khoa.
Phẫu thuật béo phì muốn thành công đòi hỏi bệnh nhân phải áp dụng một chế độ ăn uống khoa học và duy trì lối sống lành mạnh suốt đời. Chiều 30 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết đã cứu sống nạn nhân Ngô Xuân Quân, 27 tuổi, ngụ phường 5 thành phố Đà Lạt sau khi phẫu thuật lấy hai thanh sắt lớn đâm xuyên người. Trước đó, anh Quân đi làm phụ hồ, không may bị hai thanh sắt lớn đâm xuyên vào người. Khi xảy ra sự việc, những người xung quanh đã cắt phần sắt dài, chừa lại hai đoạn dài 50cm và 30cm, đưa nạn nhân tới bệnh viện. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã ghi nhận một thanh sắt đâm từ bả vai xuống hông, một thanh đâm thủng vai từ trước ra sau, nạn nhân trong tình trạng hô hấp yếu dần. Nạn nhân được xác định có vết thủng phổi, thủng cơ hoành, đồng thời gan cũng đã bị thủng. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành mổ để rút hai thanh sắt ra khỏi cơ thể. Đến chiều ngày 30 tháng 5, Quân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên hiện vẫn đang được theo dõi chặt chẽ để xử lý các tổn thương nội tạng có khả năng biến chứng. Hơn 6 triệu trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi trên cả nước được bổ sung vitamin A liều cao, chia thành 2 đợt vào tháng 6 và tháng 12. Hơn 6 triệu trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi trên cả nước được bổ sung vitamin A liều cao, chia thành 2 đợt vào tháng 6 và tháng 12. Trong đó, ở 22 tỉnh miền núi, trẻ 6 đến 59 tháng tuổi uống một liều vitamin A, trẻ 24 đến 59 tháng tuổi đồng thời được tẩy run định kỳ. Ở 41 tỉnh thành còn lại, trẻ 6 đến 35 tháng tuổi được uống vitamin A, không tẩy run. Chiến dịch này được Bộ Y tế triển khai từ ngày 1 tháng 6 nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, diễn ra tại các trạm y tế địa phương, thuốc do tổ chức Vitamin Angel Mỹ tài trợ. Vitamin A liều cao có hàm lượng 100.000 IU và 200.000 IU, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng của trẻ nhỏ, giúp cơ thể phát triển bình thường, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ giác mạc và hỗ trợ sáng mắt. Các chiến dịch bổ sung vi chất thời qua đã giúp Việt Nam thanh toán được bệnh mù lòa do thiếu vitamin A. Theo Bộ Y tế, để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, giải pháp ngắn hạn là uống bổ sung viên năng vitamin A liều cao, viên đa vi chất, giải pháp trung hạn là sử dụng các thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, giải pháp lâu dài và cơ bản là cải thiện chất lượng bữa ăn. Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo phối hợp với nhiều loại thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày, ưu tiên loại giàu vi chất dinh dưỡng, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Trước đây, vitamin A được các tổ chức nước ngoài tài trợ, Bộ Y tế phân bổ cho địa phương theo nhu cầu. Từ năm 2023, Bộ Y tế thay đổi chính sách mua sắm vitamin A và vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Các tỉnh thành chủ động kế hoạch mua sắm vitamin A và vaccine thay vì cơ chế phân bổ. Điều này dẫn đến thời gian qua, cả nước thiếu nguồn cung cấp vitamin A và nhiều loại vaccine tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ. Trẻ trên 3 tháng tuổi mắc dị tật hở môi vòng miệng được bác sĩ 6 bệnh viện tại Hà Nội, Nghệ An, Đắk Nông khám và phẫu thuật miễn phí trong 2 tháng 6 và 7 năm 2023. Thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương cho biết tại lễ phát động tháng hành động vì bệnh nhân khe hở môi vòng miệng. Trẻ được miễn 100% chi phí phẫu thuật đóng khe hở môi và nằm viện, được hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn uống trong thời gian điều trị. Theo đó, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương khám và phẫu thuật trong 1 tuần, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6. Bé đã được phẫu thuật vá hở môi cũng được tư vấn điều trị sau mổ như chỉnh nha hay ngữ âm trị liệu để phục hồi hoàn toàn chức năng và thẩm mỹ. Các bệnh viện thẩm mỹ răng hàm mặt Mỹ Thiện khám vào ngày 5 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông khám trong 2 ngày 5 và 6 tháng 6, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khám từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông ngày 3 tháng 7 và Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 5 tháng 7. Bé không đủ điều kiện an toàn phẫu thuật như thiếu cân, thiếu tháng, sức khỏe yếu, bác sĩ sẽ tư vấn cách chăm sóc để nâng thể lực và xếp lịch phẫu thuật gần nhất. Dị tật hở môi vòng miệng là tình trạng các bộ phận của môi hoặc vòng miệng và mũi không hợp nhất lại với nhau trong quá trình phát triển phôi thai. Mỗi ngày trung bình có 550 trẻ trên thế giới ra đời bị dị tật bẩm sinh. Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 3.000 trẻ sinh ra bị dị tật. Trong đó, dị tật hở môi và hở hàm ếch là khiếm khuyết bẩm sinh phổ biến nhất. Đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.